về đầu tư và đầu cơ. Thực ra là qua suốt hành trình 10 năm đi đầu cơ và đầu tư của mình thì bây giờ mình đã thấm thía rất nhiều cái việc mà định nghĩa thế nào là đầu tư và thế nào là đầu cơ. Thì đầu cơ thì chúng ta thấy trong những cái năm gần đây nhất là những cái năm 2020 đến những năm đầu năm 2022 thì cái việc đầu cơ nó xảy ra quá nhiều trên khắp đất nước của chúng ta, là đó là cái việc đầu cơ về bất động sản, đúng không? Thì đầu cơ là gì? Đầu cơ là chúng ta đi tìm mua theo cái trend, theo cái sóng của thị trường, và chúng ta mua sau đó là chúng ta cầu nguyện, mong chờ những cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta mua nó tăng giá, thì đó là đầu cơ. Thì cái việc nó có tăng hay không nó phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố thị trường, và đôi khi nó phụ thuộc vào những cái nghệ thuật, kinh nghiệm của một số cái thị trường, một số con người có thể tạo nên những cơn sóng về giá cho các cái sản phẩm dịch vụ đó. Nhưng mà các bạn thấy không, đa phần thì những người mà làm đầu cơ ấy thì cuối cùng đều bị thua lỗ, vì nó cuốn theo những cái dòng xoáy mua vào bán ra, mua vào bán ra, và hầu như đều sống trong cái tình trạng lo âu thấp thỏm và luôn luôn phải cầu nguyện những cái khoản đầu tư của chúng ta nó được tăng giá, đúng không? Thì đầu cơ ấy nó không đem lại những cái giá trị về dòng tiền ngay tại những lúc chúng ta chúng ta mua, đúng không? Ví dụ như bất động sản, chúng ta đi đến những cái khu vực như là miền núi xa xôi, hay những cái khu vực được quy hoạch mới, những cái khu đô thị, những cái khu đô thị được quy hoạch lên xong xây dựng, sau đó gần như là bỏ hoang trong thời gian rất là dài, và những cái khoản chúng ta mua vào nó không có dòng tiền khai thác, nó không thể khai thác được dòng tiền. Camera có thể di chuyển đi một tí, có thể là chạy vòng quanh, quay những cái này quay cái kia một tí, thì nó không để ra dòng tiền cho chúng ta trong cái lúc mà sau khi chúng ta mua. Cái điều đó hết sức nguy hại. Và bây giờ rất nhiều những người đã mua những cái bất động sản, đã mua những cái tài sản mà chỉ vì là chúng ta mong rằng là có một ai đó người ta sẽ mua lại những cái tài sản mà chúng ta đã mua với cái giá cao hơn lúc chúng ta mua. Nhưng mà yếu tố thị trường nó không ủng hộ, nên là bây giờ là tất cả các cái tài sản đang nằm chết một chỗ. Mà điều nguy hiểm, rất là nguy hiểm, nó nằm chết một chỗ nhưng mà bây giờ nó không đẻ ra được một cái đồng nào cả. Giá thì không tăng, mà với những cái người mà đang đi vay ngân hàng đang phải lại còn phải chịu cả các cái khoản lãi của ngân hàng nữa, nên dẫn đến là đang chịu áp lực rất lớn. Còn cái việc đầu tư ấy thì chúng ta phải biết được là đầu tư nó luôn luôn là những cái khoản mà chúng ta phải cân đo đong đếm rất là nhiều, và đầu tư là đầu tư vào một cái mô hình, đầu tư vào một sản phẩm dịch vụ nào đó mà nó tạo ra được dòng tiền, hoặc chỉ ít ra nếu mà như ví dụ như chúng ta mua một cái mảnh đất hay mua một cái tòa nhà, chúng ta về chúng ta làm nhà máy sản xuất, rồi chúng ta làm văn phòng kinh doanh, hay là những cái nơi chúng ta có thể sản sinh, dùng những cái tài sản đó để nó sản sinh ra tiền, thì đó gọi là những khoản đầu tư. Hoặc là chúng ta mua những cái tài sản mà nó có thể cho thuê ngay và luôn, và tạo luôn được ra dòng tiền. Và những cái khoản đầu tư tốt thì là những cái dòng tiền mà nó sinh ra nó lớn hơn lãi suất ngân hàng, hoặc là lớn hơn cái giá trị lạm phát của đồng tiền, thì đó là những cái khoản đầu tư tốt. Bên mình đây thì hiện tại đang làm một số các cái mô hình, ví dụ như có thể là xây các cái tòa nhà ở trong các cái khu vực dân cư đông đúc. Đấy, thì ngoài cái việc mà bất động sản nó có cái yếu tố tăng giá như ở trong nội đô, nó khoảng 3-5% tăng giá theo thời gian, có khả năng là 1-2 năm nó không tăng 1% nào cả, nhưng mà suy cho cùng 5-10 năm thì nó sẽ cộng dồn và chia đều ra thì nó được khoảng 3-5%. Còn lại một số các cái dòng tiền khác nó có thể sản sinh ra ngay trong cái quá trình mà chúng ta mua, chúng ta đầu tư, đó là ví dụ như là chúng ta mua các cái tòa nhà có thể cho thuê văn phòng, hoặc là mua các cái tòa nhà có thể cho thuê trọ được. Như ở đây mô hình của bên mình đây là có một số tòa nhà bên mình mua nhập vào, và chúng ta set up lại mô hình, chúng ta khai thác cho thuê, có nhiều tòa nhà còn đạt được cả những cái dòng tiền mà nó lớn hơn cái chi phí đầu tư ban đầu, như là chi phí mua đất cộng với chi phí cải tạo xây dựng dồn cộng vào. Ví dụ như là có những tòa nhà mình xây khoảng 7 tỷ nhưng bây giờ có thể cho ra cái dòng tiền thu được khoảng độ 80 triệu một tháng,
tiền dòng tiền cho thuê, thì đó là những cái khoản đầu tư hết sức tuyệt vời, nó lớn hơn cả lãi suất ngân hàng, và có thể dùng tiền của ngân hàng để gì, để thanh toán cho toàn bộ cái các cái khoản đầu tư đó, và nó vẫn còn dôi dư ra khoảng 1-2 chục triệu. Đối với các cái khoản đầu tư ấy, thì chỉ khi nào nó sinh ra dòng tiền nó lớn hơn lãi suất ngân hàng thì chúng ta mới có thể gọi là những cái khoản đầu tư hiệu quả. Còn nếu mà những cái khoản đầu tư, một số khoản đầu tư ấy, thì chúng ta có thể là dòng tiền nó thấp hơn lãi suất ngân hàng, nhưng mà suy cho cùng cái giá vốn của cái bất động sản đó nó tăng theo thời gian. Đấy, cộng dồn theo thời gian nữa thì nó sẽ ví dụ được khoảng 10% mà lãi suất ngân hàng khoảng 6-7%, thì các khoản đầu tư đấy nó cũng đã lớn hơn đối với lãi suất ngân hàng rồi, thì đấy cũng là một trong những khoản đầu tư rất là bền vững các bạn ạ. Nên là chúng ta phải hiểu rất rõ là đầu cơ là như thế nào và đầu tư là như thế nào. Thì hy vọng rằng sau những cái bài học của thị trường dạy cho chúng ta vừa qua, thì chúng ta sẽ dành những cái khoản tiền đầu tư của chúng ta vào những cái tài sản, vào những cái bất động sản mà nó có thể sản sinh ra dòng tiền, mua một cái có thể xây được và cho thuê được ngay,